Xin chào cả nhà. Hôm nay mình có chia sẻ gì về cái bài sáng nay? Mặc dù là một cái bài mình có làm lại đúng không? Nhưng hôm nay để tí nữa sẽ kiểm nghiệm là đây này, hôm qua khoe với mọi người là mua cả một cái bộ này, một cái bộ thu âm không dây rất là đáng yêu luôn, rất là đáng yêu và đúng là thật sự là thế giới công nghệ nó hỗ trợ cho mình sẽ rất rất là nhiều. Hôm qua mình đã thử rồi và sáng nay thì có thu lại vào cái bài này để lấy xem là mình nó cái chất lượng nó khác hẳn với mọi khi mình thu âm trực tiếp qua máy như này, nhưng mà tiếng nó không có được đẹp, nó không có, nhất là những cái âm mà nhỏ lúc nhỏ ấy là nó bị mất, và cái tạp âm của giọng nói này, của cái những cái âm khi mình phát ra ấy, với lại những cái âm thanh bên ngoài là nó không có nghe, nó không có sướng, thì ra là cứ thấy ngần ngại không không dám đưa lên. Xong rồi kế hoạch thu âm của những cái bài từ vỏ phán xét ấy mà mãi vẫn chưa làm được, vì cứ làm lên xong rồi nghe thấy nó khó chịu, không không thấy ổn, thế là lại thôi. À mà sắp sửa đúng 1 năm đấy nhở. À có ai ở đây nhỉ? Hòa nhỉ? Hình như là 29 à? 29 hay là 28 hay 29 tháng 9 nhỉ Hòa nhỉ? 29 nhỉ? 27 tháng 9, 9 ngày nữa. 27 à? 27 tháng 9 à? Thấy hôm trước em Hà nói thế, Phạm Hà. Đúng rồi, Phạm Hà nhớ 27 tháng 9, đúng rồi trước khi bắt đầu mùng 1 tháng 10 mấy ngày. Thế xong rồi mình kiểu như mình làm nháp thử, xong bắt đầu đến mùng 1 tháng 10 là chính thức bắt đầu vào ngày, tính là ngày 1. À, ok. Còn thế thì lần này làm để bây giờ có cái ghi âm này, cái mic ghi âm này nó đẹp, nó nuột rồi, thôi lần này rồi mấy ngày nữa bắt đầu làm lại hẳn chu trình từ bỏ phán xét nhá. Mọi người có thể mời mời bạn bè mình vào thực hành. Bây giờ thấy có đủ lý do và đủ những phương tiện cần thiết để có thể làm rồi. Tại vì là cái dùng cái mic này rất là thích cái là nó không bị ảnh hưởng, tức là ở trên trên Zoom này thì vẫn bình thường nhá, vẫn nghe bình thường, nhưng mà cái mic này là hiện tại là mic là cắm vào cái điện thoại và không bị mình mọi khi mà nếu như có sử dụng điện thoại mà dùng cái tai nghe Bluetooth ấy thì nó rất là bị ức chế bởi vì mình không có nghe thấy, nhưng mà đây thì vẫn nói bình thường, chỉ có mỗi cái là mình kẹp vào cái cổ áo thôi, nó rất là thoải mái. Ok rồi, quyết tâm quyết tâm quyết tâm hàng ạ, quyết tâm quyết tâm quyết tâm, lần này chắc chắn là chắc chắn là sẽ có public thông tin này để nhiều người biết đến hơn. Bao nhiêu người, chị đang có mỗi một tí ở trên cái bài, có một cái lần chị bắt đầu chị ghi cái YouTube ở trên cái video ở trên YouTube ấy, thế xong bao nhiêu người hỏi ơ thế chị ơi có bắt đầu chưa, thấy có à gọi là bao giờ thì bắt đầu. Ngại quá. Ok thôi, mọi người có thể chia sẻ cái bài hôm nay đi. Ai có điều gì Có chia điều sẻ gì không? Mời mà rượu. thấy chị Hà làm YouTuber chuyên nghiệp thì cái mình đủ đủ hạt đủ duyên thì nó sẽ đến. Giống như hồi xưa hồi trước là em nói nó bị nghẹn á, vì mỗi khi mình nói là mà hồi xưa mình không biết, nhưng như mình biết là do những cái nỗi khổ niềm đau phía trong mình nó nhiều quá chất chứa, cho nên mình nói nó hay bị nghẹn, giống như là mình muốn muốn khóc hay là muốn tức gì kiểu gì nó không có suông. Dạo gần đây thì em chia sẻ lên Zoom sách lớn thì em nói chuyện được rồi, thì nhiều khi nói còn còn có thể cười được, thì đó là kết quả một năm rèn luyện từ bỏ bánh xe dưới nhà mình không có thấy cái kết quả nhỏ nhỏ là mình không có thấy, nhưng mà qua một quá trình dài mình làm thì những cái kết quả nó sẽ đến từ từ, từ rất là hay như vậy. Thì mình không có uổng công, mình ngồi mình cứ ngày nào mình cần mẫn Ok, mình
Cảm ơn cả nhà đó. Thì cái kết quả thì chị Hương cái mặt sáng ra rồi, xong rồi thấy mọi người đẹp đẹp ra, là mình thấy mình nhiều người gặp giờ cũng khen, à thấy thế này mình cũng đỡ đỡ rồi đó, sáng sáng rồi. Thế là vui. Cảm ơn cả nhà. Thôi tuyệt vời quá, cảm ơn Hằng. Hằng chia sẻ cái điều đó là chính bản thân chị cũng 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 bất ngờ đó. Thực sự là chị cũng cũng rất là bất ngờ với lại cái điều mà Hằng quan sát và cảm nhận cái sự thay đổi bên trong mình. Ồ, hóa ra là cái kết quả để mà mình khi mà mình thực hành nó, không phải là mình không phán xét ai nữa, mà nó chính là cái sự chuyển đổi bên trong mình. Như cái sự mà Hằng chia sẻ đó là cái khi mình khó nói ra, ô hóa ra là những cái tắc nghẽn bên trong mình, những cái cảm xúc nó tắc nghẽn bên trong mình, những cái thuộc nó về về cái tâm của mình nó bị tắc nghẽn. Và khi mà mình loại bỏ được những cái phán xét thì là những cái cục tắc đó nó được thông, và nó thông thì là mình nói được. Wow, quá là tuyệt vời luôn. Rất là cảm ơn Hằng. Xin phép Hằng cái đoạn đó có thể public được không hả Dạ được chị. Hằng? Wow, tuyệt vời, cảm ơn biết ơn Hằng rất rất là nhiều. Và đó chính là cái ý nghĩa mà khi mà chị bắt đầu ấy, chị cũng không hề biết, không không thể nào biết được rằng là có thể nó lại có những cái tác dụng tuyệt vời đến như thế. Chỉ biết rằng với cá nhân chị thì chị đã từng nghĩ rằng là mình không có thể nào mà chữa nổi được cái nỗi đau ở bên trong mình. Thế nhưng đến bây nhưng mà dần dần thì cái đó nó qua đi một cách rất là nhẹ nhàng, và mình đã có thể mình nhìn thấy những cái khác, rồi mình chuyển sang cả cái việc là từ bỏ cả cái những cái phán xét của mình với cái việc mình sử dụng cái đồng tiền như thế nào, với cái thái độ của mình với đồng tiền như thế nào. Thì đấy nó là một cái bước chuyển rất là lớn. Và trước đây thì mình không có làm được cái điều đó, và mình cũng chưa từng bao giờ có thể chạm được đến, là bởi bên trong mình nó còn quá nhiều những cái thứ mà nó tắc nghẽn, nên mình cũng không có nhìn thấy được cái dòng chảy, không nhìn thấy được cái dòng chảy thực sự của cái đồng tiền hạnh phúc. Thế còn cái tiền thì nó vẫn chảy, cho dù mình có đau có khổ hay có sướng có vui thì dòng tiền nó vẫn chảy. Nhưng mà mình có cảm nhận được cái dòng chảy của đồng tiền hạnh phúc hay không thì mình phải thực sự mình thấy được thoải mái thanh thản, thì lúc đó mình nhìn thấy được. Và cảm ơn Hằng rất là nhiều. Rồi xin mời Hòa, Tại đến mình cựu cựu câu lạc bộ ôi nếu mà nói là mới đó mà đã 1 năm rồi, quả thật là nếu mà mình so với mình cách đây 1 năm thì là cả trần vực rồi, không phải là thay đổi ít đâu. Tức là nếu bây giờ mình cứ nghĩ đến cái phán xét, nhiều phán xét ông xã mình đi, 1 năm trước mọi người vẫn biết là nó như thế nào và bây giờ nó như thế nào rồi, đúng không? Nó là sự thay đổi rất là nhiều. Tức là cứ mỗi ngày từng chút một, thế nhưng mà đến đến bây giờ nói rằng là chốt 1 năm mình mới thấy là cái sự thay đổi rất là nhiều, cái phán xét với người khác cũng giảm đi rất nhiều, và cái phán xét là bản thân mình cũng cực kỳ giảm, nên mình thấy đấy là một cái gần như là cái lãi và cái thứ mà mình cần biết ơn từ chương trình, từ cái việc mà tất cả mấy anh chị em mình cứ cứ gọi là cái gì nhỉ, kiên trì như thế đã được 1 năm rồi đấy, không phải là chuyện đơn giản đâu. Nhưng mà đúng là cái sự thay đổi về chất đó mới là cái thứ mình đáng để trân trọng và biết ơn. Tôi cảm ơn bạn Lưu Hà, cảm ơn các anh chị em đã đồng hành với mình. Hay quá. Mình phải viết nhắn gửi lên ngay một cái tin ở trên nhóm là hôm nay mọi người đang chia sẻ kỷ niệm đúng 1 năm ngày ngày thành lập ngày thành lập nhóm quyết tâm từ bỏ những phán xét. Rất là hay. Ok rồi, chị Hương đó, rồi Phán chị xét Hương là bớt ơi. đi rất nhiều. Phải nói là bản thân tự đương nhiên là mình luôn luôn nói rằng là mình thì biết Hòa từ rất là kỹ, từ rất là lâu, và ngay từ khi mà
bắt đầu cái câu lạc bộ, cái nhóm mà thực hành cái không giới hạn ạ, thực hành Ho'oponopono, thì khi đó mới bắt đầu, Manya mới bắt đầu thì chỉ có là một tuần có một buổi thôi, một tuần một buổi vào sáng thứ bảy thôi. Thì Hòa cũng đã có ở trong đó rồi, và chính khi mà bắt đầu thực hành cái đó thì Hòa cũng đã loại bỏ được khá là nhiều, và cũng thấy nó mình cũng có được những cái tâm an lành hơn nhiều. Nhưng mà đúng là khi mà trong một năm qua, khi mà thực hành từ bỏ phán xét nó ở cái tầng sâu hơn, nhỏ hơn, và nó tinh vi hơn, thì lúc đó cái sự mà buông bỏ của mình, cái sự mà loại bỏ được những cái khó chịu bên trong mình mà mình cứ tưởng rằng là nó không còn nữa, thì lúc đó càng ngày nó càng lộ diện hơn. Và rõ ràng là ai cũng nhận thấy là Hòa cái gương mặt là tươi sáng hơn rất nhiều, da đẹp hơn, và cá nhân mình nhé, cá nhân mình không biết mọi người mà ở đây lâu có nhận thấy không, nhưng mà mỗi một ngày sau khi mình đã thiền, mình đã loại bỏ những cái từ trong cái tâm trí của mình, đến lúc với cả cái phần massage ấy, mình thấy rõ ràng da mặt mình nó đẹp hơn hẳn luôn á, nó đẹp hơn hẳn, rất là tuyệt vời luôn. Ok, em thấy chị Hương đã ok. Hòa định nói gì nữa hả? Đúng, đang nói là chuyện là Hà đang nói về chuyện da mặt. Có người đã thắc mắc béo lên má mình xem mình có đi căng chỉ không nhé. Đấy, thế tức là để đủ thấy là đúng là mình chỉ có riêng bình thường thôi, và cũng thực hành thiền rồi dùng cái máy rửa mặt Lumispa thôi, thế mà chỗ kia cũng nhiều người thắc mắc. Và khi mình nói tuổi của mình gần như chưa ai tin, chưa ai tin là mình 59 60 tuổi ta đâu. Quá Sướng tuyệt cực vời luôn luôn. ý. À, Không, nên nhưng mà cái thấy cảm nha, giác mọi người không tin được là mình ở cái lứa tuổi ấy là cực kỳ thích. chị thấy Hoa với lại Phạm Hà nhìn thấy rất là rõ cái thay đổi rõ lắm. Đúng, Hoa Vâng, thứ nhất thay là đổi cái thân rõ. thái bây giờ vào thấy tươi, mặt Nhờ. thì trẻ trung xinh hơn rất nhiều. Hồi đầu thì thấy nó râu râu râu, hồi đầu chị nè nhìn thấy Hoa già lắm, nữ thấy hai Vâng, người đúng ạ. gọi gọi nhau là mày tao bạn tử, mà sao lại thấy là thấy Hoa già thế, nhưng mà bây giờ Đúng chị lại thấy Hoa còn trẻ hơn cả Hà đấy. ạ. Thật sự là như vậy. Với cái hồi là cái Phạm Phạm Hà thì lại thấy Chị là ơi, trò mà hơn thầy mới là thầy mới vinh dự Yes, tuyệt vời. ấy. phải là hơn nữa là chỉ biết là Hà là vì đã còn tham nhiều thứ lắm. Làm quá nhiều việc nên là cứ phải phải suy nghĩ là phải làm thế nào thế kia, còn Hòa thì bây giờ là an yên hơn rất là nhiều. Vâng, đúng rồi, em thấy em nhàn hơn nhiều. Nhìn thấy là Hòa bây giờ rất là an yên, hồi trước nào là con nào là chồng rồi lúc nào chia sẻ thấy nó cũng nó khổ lắm. Nào ở tình trạng gọi là bức xúc rồi ấm ức rồi đủ thứ, có lúc còn ức bắt cóc lên ấy đấy. Nhưng mà chung bây giờ Còn bây giờ thì thấy thấy gì em đúng phớ lờ hết là cười rồi. ngày nào cũng thấy rất là tươi. Phải nói là Thật Hoa ra là chị thấy là rõ nhất đó. Còn thì các Phạm em Hà thì người nào lên cũng là nói về cái thì chuyện thế ông chắc chồng. là phải rời Chị run hôm nay là vì là bận đang hôm nay giỗ bố chồng cho nên à. là cũng tranh thủ vừa thiền, nhưng mà cũng xong rồi nghe chị em nói là chủ yếu còn lại là mình đang vừa làm vừa nghe vừa vừa làm. Rồi. Tuyệt vời. Xin mời rượu, rượu nhấp nhổm lắm rồi. Em xin chào cả nhà, rất là biết ơn cả nhà. Khi mà em mới vào Zoom này lần đầu tiên á, cảm thấy rất là ngưỡng mộ mọi người, xã hội người thấy thông thái giống như vậy, có thể trẻ trung được đến như vậy, rất là ngưỡng mộ. Tuy là em vào đây với thời gian rất là ngắn, nhưng mà vào đây được cảm thấy rất là bình an luôn.
Ở phòng sinh này là cảm giác mình đang vô cùng rất là hạnh phúc điều đó, và nó cũng lên cả nhà. Tại vì hôm nay lúc mà nghe chị Hà đến cái đoạn là Long Hòa với Căng Thẳng á, thì em biết là trước đây mình thật là, nói chung là thật là vô minh. Khi mà Căng Thẳng đến, cái gì mình cũng lo lắng, cũng sợ hãi, đến nỗi mà đau đầu luôn. Mà lúc đó mình cứ sử dụng thuốc để cho giảm cái cơn đau xuống. Và sau này thì mình biết là căng thẳng là phát triển, vấn đề đó là mình chuẩn bị bước lên một thành công mới. Là năng lượng thì tương tả đến nơi tập trung. Khi mà mình tập trung vào cái vấn đề đó, tập trung vào cái sự căng thẳng đó, thì cái vấn đề đó nó sẽ lớn hơn, cái sự lo lắng của mình sẽ lớn hơn. Và khi mình tập trung vào giải pháp để giải quyết những lo lắng, những vấn đề đó, thì chắc chắn là giải pháp sẽ đến. Và khi đó mình cảm thấy rất là thoải mái, có thể giải quyết được vấn đề cảm xúc hay nhẹ nhàng. Và ngày trước là khi đi ngủ là ôi trời, mình không biết là mang bao nhiêu thứ tới giờ giấc ngủ. Chuyện quá khứ đã qua rồi mình cũng nhớ lại, chuyện tương lai chưa đến mình rất là lo sợ, mình không có biết tận hưởng cái hiện tại, lúc nào cũng lo lắng này kia. Và ngày nay thì mình đã biết là mình đang nội tâm, tập trung về chính mình rồi, giao tiếp chính mình, biết cơ thể, trò chuyện với cái em bé vô thức của mình. Khi đó mình ngủ rất là ngon. Thì đến ngày xưa thật là không biết chia sẻ thế nào, và rất là biết ơn một người rất là nhiều. Từ khi em vào trong này thì em thấy là cuộc sống nó vui tươi, nó bình an vô cùng luôn. Cảm Đất ơn dạ. cảm ơn chia sẻ của Diệu rất là nhiều. À, mặc dù là Diệu là vào là cũng không biết là mọi người đang làm cái gì, buộc một cái là vào, hình như là Diệu vào là ở cái phần mà đang đang nói về đồng tiền hạnh phúc luôn rồi nhỉ, đúng không nhỉ? Đúng rồi. Nhưng mà nó cũng mọi thứ đến với mình nó đều đúng lúc hết cả, cho nên là không có vấn đề gì cả. Và đến bây giờ thì hôm nay thì Diệu nghe thấy mọi người chia sẻ thì cũng có thể hiểu phần nào là cái lý do vì sao thấy mọi người thấy rất là vui vẻ, sảng khoái, bình an. Và cũng lúc cạn đã có nhiều người, gọi là nhiều người tốt nghiệp xong rồi đi muôn phương rồi. Đây là những người gọi là kiên kiên trì bám trụ. Kiên trì bám trụ, và nó là một phần, thực ra đây là một cái, nếu mình nhận thấy rằng đây là một cái món quà cho riêng mình, món quà cho riêng mình, và mỗi buổi sáng đây là cái khoảng thời gian mà quan trọng nhất đối với bản thân mình. Sau một cái tiếng này rồi mình có thể làm gì, mình có thể dành cho gia đình, cho công việc, cho rất rất nhiều những thứ khác. Nhưng mà đây là cái khoảng thời gian vô cùng quan trọng dành cho cá nhân mình. Đó, và chính bản thân mình thì cũng rất là biết ơn tất cả các bạn ở đây, từ những cả các bạn đã thực hành và đang thực hành, hay là thực hành rồi rồi đi đâu đó rồi một thời gian nữa lại quay trở lại, thì thực sự rất là biết ơn tất cả các bạn, các chị, các em, đã luôn luôn đồng hành. Và chính bản thân mình cũng có cái cơ hội để mình có thể thực hành cái sự hào phóng cho đi, nhưng đồng thời nó cũng chính là hào phóng cho đi chính mình, bởi vì mình cũng có một cái sự cam kết là không có bỏ ngày nào cả, và có ngày nào mà chót nhỡ thì vẫn có người nhắc nhở. Đó, đấy là cái điều rất là quý ở trong cái nhóm của mình. Mình cần cái sự thực hành thực sự, chứ mình không cần cái, không phải là cái số lượng đông, mà là những cái việc mình làm, những cái sự tương tác nó thực sự nó có giá trị, thì đấy là cái điều ý nghĩa. Rất là biết ơn cả nhà. Ok. Rồi, có ai có điều gì chia sẻ nữa không? Cảm ơn Hằng đã mở màn một cái phần vô cùng tuyệt vời và rất là bất ngờ. Wow, thật sự là tuyệt vời. Tại em nghe chị dẫn tới cái đoạn mà bỏ mấy cái bịch cát lo lắng ở trên người đi, thì lúc trước thực sự là em cũng lo, tại vì mình làm mình không có thấy tiền thì sau này mình sống kiểu gì, già thì sống kiểu gì, để làm nhà nước thì có lương hưu, thì mọi người có cái tài sản gì đó để sống. Mình cũng lo lắng, nhưng mà sau một thời gian thực hành mình thấy là mọi thứ nhân duyên nó đến thì nó sẽ đến, mình lo nó cũng vậy, mình lo không lo nó cũng vậy. Giờ mình không lo thì mình khỏe, mình đẹp hơn, cũng đỡ tốn tiền mà thuốc, đỡ tốn tiền bác sĩ. Chọn là vui vẻ, tự nhiên mình khỏe. Lại thêm một ý nữa rất hay. Quá khứ thì đã qua,
Tương lai thì chưa tới, hiện tại có như thế nào thì cứ tận hưởng cái hiện tại đi, đúng không? Lúc đó có thế nào thì mình đón nhận thôi. À, thế chỉ cần như thế thôi, bây giờ mình vui vẻ, trẻ trung, tận hưởng. Như Hằng này này cứ nhóc một cái thì lại đi ra Đà Nẵng tận hưởng này, xong rồi về làm việc rồi lại tận hưởng. Ủa, thế thì chả sướng hơn à? Rất là tuyệt vời. Bản thân chị thì chị khi mà mình rũ bỏ được những cái buông bỏ được những cái phiền muộn bên trong mình ạ, rồi những cái ấm ức, rồi những cái khó chịu, rồi những cái mình cũng cứ kỳ vọng vào những cái điều mà nó không phải là của mình á, thì nó làm cho con người mình cũng bên ngoài thì trông có vẻ thế nhưng bên trong thì sôi sùng sục lên. Nhưng bây giờ thì cảm thấy rất là thoải mái, thảnh thơi. Bây giờ câu chị Hường nói một cái nhắc nhở mình, à ok thôi giảm bớt đi. Nhưng mà thực ra chị Hường ạ, à, em không, bây giờ em không bị cái gọi là lo lắng theo cái kiểu như là phải suy nghĩ làm cái gì này nọ đâu. Em làm một cách rất là thoải mái, chỉ có đúng là công nhận là em có làm nhiều, nhưng mà em cảm thấy là nếu mà em làm ít ý, thì nó bị sai sai và nó không có phải là mình á. Thành ra là mình làm trong một cái trạng cảm giác rất là thoải mái tự nhiên thì nó cũng khác hơn rất là nhiều so với cái thời kỳ trước đây, khi mình làm mình thấy là ủa mình phải làm cái này, mình phải làm cái kia thì nó không không được thoải mái. Em vẫn xinh vẫn trẻ đấy nhé chị Hương nhé. Không, à, vậy sao không, chị vẫn rất là thích Kim Kim. Những cái ngày mà Hà ở cái lúc mở trong Đà Nẵng á, ôi giời, chị cứ nhớ cái hình ảnh mà hôm đó chị đưa lên nhóm này, bên kia lại không có đưa bên này, cái hình ảnh mà Hà nó còn nhìn xem lại toàn là cái gì, Nhóm rất nhóm là bài. dễ thương cái hình ảnh mà thấy vô tư ngây thơ, giống như là cái thời mình đang còn trung học á, nhìn thích lắm. Không nói thế chứ bữa nay nó cũng hơn hồi trước rất nhiều chứ phải, nhưng mà thầy cũng có những hôm lo lắng quá cho nên là vào không mở dung cho nhóm được, mệt quá. Ừ. Đúng là em cũng phải điều chỉnh lại. Đúng là những cái hôm đó là mình cũng nhận thấy rằng không được rồi, mình như thế là không ổn. Thế là mình, em chị biết không, hôm qua em ngủ một buổi trưa, em ngủ một mạch từ lúc 12 rưỡi cho đến tận lúc 2 rưỡi. Xong rồi có điện thoại gọi và chị ơi chị có một ca cần rất là gấp gáp, vừa rất là cấp thiết ở trên online, chị tham vấn cho em nhé. Thế bảo ừ ok. Thế là mới dậy cho em thực thấy thấy ôi trời ơi, đúng là mình cũng có những lúc mình thiếu ngủ, nên bây giờ lại hô lại quyết tâm là nhất định là 11 giờ là đóng máy, tức là đóng tất cả mọi thứ vào là đóng mắt luôn, không không có thêm gì hết cả. Em chú ý hơn chị Hường à, em cảm ơn chị Hường, biết ơn chị Hường nhắc nhở, em sẽ chú ý em làm thì em đẹp hơn nữa. Ok rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nói mọi người chứ con chị cũng cũng phải là cũng phải thay đổi nhiều, thay đổi để mà mình sẽ chưa nhẹ ai nhàng chưa ai hơn. chưa ai chưa ai nói về nói về hình ảnh của chị Hường đúng không? Chị Hường bây giờ có mà có phải đến 360 độ chứ không phải 180 độ, thay đổi khác hẳn đúng không? Ở trước chị Hường không, rất là hiếm để nhìn thấy được cái nụ cười của chị Hường, lúc nào cũng giàu 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 giàu, nhưng bây giờ có thể nói chị Hường da sáng hơn này, mặt xinh hơn này, và cái nụ cười cười từ từ cái nụ cười và cười từ trong ánh mắt ấy. Cái ánh mắt cười nó khác hơn hẳn là cái cười theo kiểu này, nhưng mà ánh mắt cười là đẹp. Ok, tóm lại là cứ ai bây giờ mình có một cái thông điệp là cứ ai vào kiên trì thực hành ở trong cái thực hành cái bài từ bỏ phán xét này, và kiên trì trong 30 ngày, tối thiểu 30 ngày, mình sẽ thấy cái sự chuyển đổi vô cùng khác biệt. Và tiếp theo nữa, từ bỏ phán xét rồi bắt đầu mình mới thu hút.
khi mình thu hút bằng cái sức mạnh siêu hấp lực của mình thì cái sự chuyển biến nó còn tuyệt vời hơn nữa, và mình đạt tới những cái gì là cái mình mong ước đó. Thì đấy là hai cái chặng đường, nhưng mà chặng đường trước hết để thông báo với toàn 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 thể anh chị em, đó là bắt đầu từ mùng 1 tháng 10 mình thực hành lại cái vòng từ bỏ phán xét. Ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Ok, mình hẹn sáng mai nhé. Ok, bye bye. Chúc cả nhà một ngày thật vui.